Qua thời gian theo dõi quy luật sinh hoạt của chủ tiệm tạp hóa, một nam thanh niên ở Kiên Giang đã chuẩn bị dụng cụ để cắt vách tôn, đột nhập vào trộm cắp nhiều tài sản có giá trị rồi tẩu thoát. Nhưng ông trời bắt dung hành vi này của y đã sớm bị lọt vào tầm ngắm của công an. Ngày 19 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Trung Tính, 20 tuổi, ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Tính khai nhận do không có tiền tiêu xài nên ngày 27 tháng 10 năm 2021, Tính nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại cửa hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy ở ấp Hòa Khánh, xã Khánh Hòa. Sau nhiều lần theo dõi quan sát, đến khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2021, Tính đã mang theo một cây kéo bằng kim loại đến cắt vách tôn của tiệm tạp hóa rồi đột nhập vào trong lấy số tiền là 12,6 triệu đồng cùng 50 thẻ cào điện thoại trị giá 3,5 triệu đồng, một điện thoại di động rồi tẩu thoát. Đến khi bị công an phát hiện bắt giữ, Tính đã tiêu xài hết số tiền lấy trộm. Đối với số thẻ cào, Tính đã nạp vào điện thoại cá nhân và nạp vào tài khoản chơi game thua hết. Riêng điện thoại di động lúc lấy trộm trên đường tẩu thoát do bất cẩn trên đường, Tính đã làm rơi xuống sông, mất dạng.